Xin chào các bạn, trên tay mình hiện giờ đang là hai cái sản phẩm khá là hấp dẫn trong phân khúc giá trên dưới 4 triệu đồng. Bên tay trái của mình đang là chiếc Redmi Note 3 Pro, còn bên tay phải của mình là chiếc Redmi Note 3. Chiếc Note 3 Pro của mình đang là phiên bản RAM 2GB, còn chiếc Redmi Note 3 của mình đang là phiên bản RAM 3GB. Hai cái sản phẩm này với mức giá chỉ chênh lệch nhau khoảng vài trăm nghìn đồng thôi. Và có khá là nhiều bạn đang phân vân là bây giờ không biết là nên mua Redmi Note 3 Pro RAM 2GB hay là nên mua Redmi Note 3 bản RAM 3GB. Và trong video gửi tới các bạn lần này thì mình sẽ tư vấn cho các bạn là nên mua Redmi Note 3 Pro RAM 2GB hay là Redmi Note 3 bản RAM 3GB. Đầu tiên là về ngoại hình thì các bạn có thể thấy là hai cái sản phẩm này hoàn toàn giống y xì đúc như nhau, không khác nhau một tí gì cả. Ở đây thì mình đã cố tình cầm chiếc Redmi Note 3 Pro màu trắng và chiếc Redmi Note 3 thường bản màu vàng để cho các bạn dễ phân biệt thôi. Chứ còn nếu mà để hai cái thiết bị này màu trắng thì bạn hoàn toàn không thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai cái thiết bị này đâu. Các bạn chỉ có thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai cái thiết bị này trừ khi là các bạn chọc khay SIM của nó ra. Đây là cách thứ nhất, đó là các bạn chọc khay SIM ra. Khi mà các bạn chọc khay SIM ra như thế này thì các bạn có thể thấy là chiếc Redmi Note 3 Pro của chúng ta sẽ cho các bạn tùy chọn là một SIM và một thẻ nhớ. Tuy là chiếc Redmi Note 3 của chúng ta thì hoàn toàn không có thẻ nhớ. Và cách thứ hai để các bạn phân biệt hai cái sản phẩm này đó là các bạn sẽ vào cái phần cài đặt. Thì các bạn có thể thấy là chiếc Redmi Note 3 Pro của chúng ta sở hữu con chip Snapdragon 650 thì nó sẽ ghi là 6 nhân mạnh nhất là 1.8GHz. Đó, còn nếu mà chip Helio X10 thì nó sẽ ghi là 8 nhân mạnh nhất là 2GHz. RAM của hai cái sản phẩm này các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đấy là cái cách thứ hai để phân biệt giữa hai cái sản phẩm này. Còn ngoài ra các bạn không thể có cái cách nào khác để phân biệt giữa hai cái sản phẩm này. Có một số bạn ở trên mạng bảo mình là phân biệt bằng cổng hồng ngoại. Tuy nhiên mình không hiểu là các bạn lấy cái thông tin đấy ở đâu. Bởi vì là cả hai cái thiết bị này đều có cổng hồng ngoại và đều rất là giống nhau, không có điểm gì khác nhau ở cái cổng hồng ngoại này cả, các bạn có thể nhìn thấy đây. Đó, vậy là nếu mà nhìn ngoài đời thì các bạn gần như không thể phân biệt được giữa hai cái sản phẩm này về thiết kế đâu. Và chỉ có thể phân biệt bằng cách là chọc SIM ra hoặc là vào cái phần cài đặt để mà xem là cái con chip đang sử dụng trên hai cái thiết bị này là gì. Ngoài ra về cảm biến vân tay cũng như là thời lượng pin, hai cái thiết bị này đều hoàn toàn giống y hệt nhau. Bây giờ thì không lan man nữa, mình sẽ vào chủ đề chính luôn. Đầu tiên, đối với những bạn nào mà mình khuyên nên chọn Redmi Note 3, bởi vì là Redmi Note 3 nó sẽ có 3GB RAM. 3GB RAM thì sẽ cho các bạn xử lý những tác vụ đa nhiệm tốt hơn rất là nhiều so với cả bản 2GB RAM của Redmi Note 3 Pro. Như các bạn đã biết thì Redmi Note 3 Pro có 2GB RAM. Qua một số những bài test mà mình test hiệu năng ấy thì 2GB RAM đối với Android mình thấy ở trên Redmi Note 3 Pro nó không ổn định một chút nào cả. Có những lúc nó 3 đến 4 ứng dụng nó không phải load lại, tuy nhiên là có những lúc mà chỉ đến 1 đến 2 ứng dụng là nó đã phải load lại hết rồi. Nói chung là 2GB RAM ở trên Redmi Note 3 Pro mình cảm thấy không ổn định, còn 3GB RAM ở trên Redmi Note 3 thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn khá là nhiều so với cả 2GB RAM ở trên Redmi Note 3 Pro rồi. Thứ hai nữa, các bạn sẽ chọn Redmi Note 3 bởi vì là nếu mà bạn nào hay sử dụng 2 SIM ý, thì mình khuyên là nên mua Redmi Note 3. Bởi vì nếu mà các bạn sử dụng 2 SIM rồi thì ở trên Redmi Note 3 Pro chúng ta sẽ không có thêm cái khe cắm thẻ nhớ cho cái thiết bị này nữa, bởi vì là nó cho chúng ta chọn là một SIM hoặc một thẻ nhớ mà. Như vậy đối với những bạn nào mà sử dụng 2 SIM cũng như là hay chụp ảnh nhiều, lưu trữ phim ảnh nhiều thì mình khuyên là nên mua Redmi Note 3. Bởi vì là với 16GB bộ nhớ trong mà các bạn lắp cả 2 SIM vào đây rồi thì mình nghĩ là cài đặt game ứng dụng cũng như là chụp ảnh nó sẽ tương đối thiếu, không đủ đâu. Còn nếu bạn nào mà sử dụng một SIM thì Redmi Note 3 Pro sẽ là một cái sự lựa chọn hợp lý hơn, bởi vì là nó có thẻ nhớ mà. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn Redmi Note 3 Pro bởi vì là nó có camera ngon hơn. Bên mình thì cũng đã có bài đánh giá camera của Redmi Note 3 Pro rồi. Camera của Redmi Note 3 Pro ngon hơn một tí so với Redmi Note 3 bởi vì là độ phân giải nó cao hơn, sẽ cho chi tiết ảnh cao hơn. Đấy là cái phần đáng chú ý nhất ở trên camera của Redmi Note 3 Pro so với Redmi Note 3 thường. Thứ hai nữa là nó sẽ có con chip Snapdragon 650 mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với con chip Helio X10 trên Redmi Note 3. Bên mình cũng đã có bài test game ở trên chiếc Redmi Note 3 Pro này rồi, và với con chip Snapdragon 650 thì nó không ngán bất kỳ một cái tựa game nào nặng nhất bây giờ. Thứ ba nữa đó là Redmi Note 3 Pro của chúng ta sẽ có thẻ nhớ thoải mái cho các bạn lưu trữ phim ảnh. Tất nhiên là các bạn phải hy sinh một SIM để mà lắp cái khe cắm thẻ nhớ này vào. Vậy là nên là những cái bạn nào mà lựa chọn một SIM thì cái thiết bị này nó sẽ hợp lý hơn cho các bạn. Và cuối cùng một cái điểm nhỏ nữa thôi mà không biết là các bạn để ý hay không, mà mình cũng thấy là khá là nhiều bạn ở trên mạng phản ánh, đó là màn hình của Redmi Note 3 Pro đẹp hơn là màn hình của Redmi Note 3. Mình cũng cảm thấy như vậy, bởi vì mình thấy là màn hình của Redmi Note 3 nó có một cảm giác gì đó nó hơi bị đục so với màn hình của Redmi Note 3 Pro. Redmi Note 3 Pro thì cho một cái màn hình khá là trong trẻo và nhìn thích mắt hơn khá là nhiều so với cả Redmi Note 3. Như vậy tổng quan lại, các bạn sẽ chọn là Redmi Note 3 với điều kiện là bạn sẽ dùng 2 SIM này, sử dụng 2 SIM thoải mái. Bộ nhớ trong thì
cũng thoải mái hơn khá là nhiều. Chúng ta sẽ có 32 GB bộ nhớ trong. Tuy nhiên là Redmi Note 3 Pro thì nó cũng có khe cắm thẻ nhớ rồi, nên là cái sự chênh lệch giữa bộ nhớ trong này nó không có quan trọng đâu. Tiếp theo là chúng ta sử dụng đa nhiệm nhiều. Thì với 3GB RAM thì Redmi Note 3 sẽ cho các bạn đa nhiệm thoải mái hơn. Và chúng ta sẽ chọn Redmi Note 3 Pro bởi vì là nó có camera ngon hơn này, có con chip ngon hơn, nó có khe cắm thẻ nhớ và màn hình của nó đẹp hơn một chút. Hơn nữa thì giá của Redmi Note 3 Pro bản RAM 2GB cũng rẻ hơn so với Redmi Note 3 khoảng 200.000 đồng. Và với 200.000 đồng thì có lẽ là các bạn đủ tiền mua thêm một cái thẻ nhớ để lắp vào cái chiếc điện thoại này rồi, mua thêm một cái thẻ nhớ 16GB nữa thì nó chả khác gì như là phiên bản 32GB cả, nó chỉ khác mỗi cái RAM thôi. Với cá nhân của mình thì mình thấy con chip Helio X10 trên Redmi Note 3 thì đã quá là đủ với những cái tác vụ thông thường của mình rồi, vì mình cũng không chơi quá nhiều game nặng. Mình thì thích 3GB RAM bởi vì là ít khi mình phải reset lại RAM cũng như là phải khởi động lại máy lắm. Và cuối cùng là mình hay dùng hai SIM, một SIM là để nghe gọi và một SIM thì để mình lắp 3G để cho tiết kiệm, nên là mình sẽ chọn Redmi Note 3. Còn không biết là trong hai sản phẩm này thì các bạn sẽ lựa chọn cái sản phẩm nào, Redmi Note 3 Pro bản RAM 2GB hay là Redmi Note 3? Xin mời các bạn comment ở phía dưới video. Rất cảm ơn các bạn đã dành nhiều thời gian để theo dõi video của Mobile City. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.